của buổi lễ khai giảng năm học mới 2010-2011 cho phép tôi được thay mặt toàn thể đội ngũ giáo viên trong nhà trường kính chúc các vị đại biểu, các thầy cô giáo và các em học sinh lời chúc đầu năm học mới luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và đạt nhiều thành tích trong công tác quản lý giảng dạy và học tập. Kính thưa các vị đại biểu, các bậc phụ huynh, các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các em học sinh. Hôm nay, ngày khai giảng năm học mới, tuổi trẻ học đường cả nước lại náo nức bước vào một năm học mới với rất nhiều niềm vui. Vui vì được gặp lại bạn bè, thầy cô và môi trường thân yêu. Vui vì lại được tiếp tục bước vào một năm học mới với biết bao điều hứa hẹn đang chờ đón phía trước. Hòa cùng với niềm vui ấy của các em học sinh, chúng tôi, những người thầy giáo, cô giáo cũng rất vui, phấn khởi được tiếp tục giáo dưỡng, dìu dắt các thế hệ học sinh. Đây là một vinh dự nhưng cũng là một trách nhiệm hết sức nặng nề đối với mỗi thầy cô. Năm học 2010-2011 với chủ đề tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục là năm học toàn ngành tiếp tục thực hiện nhiệm vụ to lớn của Đảng và Nhà nước giao phó với chủ đề và nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao chất lượng dạy học. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Đồng thời cũng là năm học tiếp tục thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo. Mỗi giáo viên đều nhận thức rất sâu sắc rằng mình cần cố gắng nhiều hơn nữa trong công tác khắc phục những khó khăn của bản thân, gia đình và nhà trường, không ngừng trau dồi, học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện tu dưỡng tư thế tác phong, trau dồi phẩm chất đạo đức của người giáo viên. Mỗi người thầy, người cô phải là một tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo để học sinh noi theo. Thông qua những việc làm thật thiết thực, cụ thể trong từng ngày, từng giờ lên lớp, qua từng trang giáo án và từng bài giảng trước em học sinh thân yêu, để mỗi giờ học là một giờ vui, thân thiện và bổ ích. Mỗi ngày đến trường là một ngày vui đối với mỗi học sinh.